Hello, Thò và Alex đã quay trở lại rồi đây. Tập hôm nay chúng mình sẽ chỉ ăn những món mà nhân viên các chuỗi fast food ở Mỹ yêu thích. Để xem có món nào mà chúng mình ăn hợp không nhé. Let's go. Ủa sao anh đen thui vậy? Sao em trắng mà anh đen thui vậy? Chả biết có bò sao anh đen thui vậy? Không nhìn thấy chồng mình đâu luôn. Cửa hàng đầu tiên mà bọn mình sẽ ghé tới đấy chính là Krispy Kreme, chuỗi donut rất là lớn ở bên Mỹ. Ngày xưa Alex rất là thích ăn Krispy Kreme hồi bọn mình học ở St. Louis, đúng không anh? Đúng rồi, vì nó không có vị ngọt quá. Không ạ. Anh nhớ là ngọt tiểu đường luôn á. Vị original nó ngon. Nó ngon ở một cái chỗ đấy là cái bánh của nó khá là xốp, mềm, mà nó không kiểu bị đặc ruột quá ấy, nên lúc ăn nó kiểu tan trong miệng ấy, đúng không? Cái đặc biệt nhất là đấy là chúng mình sẽ không biết được là cái món yêu thích của nhân viên chọn cho bọn mình đấy là cái món gì. Bình thường bọn mình hay ăn vị original, và không biết là các bạn nhân viên sẽ chọn cho bọn mình cái món nào đây. Bọn mình đang ở trước cửa Krispy Kreme. Không hiểu sao mình rất là thích cái logo này nha mọi người. Nhìn nó kiểu rất là old school kiểu Mỹ ấy. Bây giờ bọn mình sẽ đi vào và nhờ nhân viên chọn cho mình hai cái vị donut mà người ta thích nhất ở trong tiệm. Go. Rất là nhiều vị donut trong này nha mọi người. I'm making a video for my YouTube and I would need you to choose two of your favorite donuts for me. Is that okay? Yeah. Alright, perfect. Thank you. Ta có cả donut thêm Barbie. Oh yeah, these two. These two? Alright. That's gonna be $5. So what's that? So it's the chocolate ice with cream filling as well as the maple ice. There you go. Yeah. Thank you so much. You have a good night. Alright, bye guys. Từ bọn mình sẽ ăn thử nhá hai cái donut mà bạn nhân viên bạn đã chọn cho mình. Một cái vị nó là kiểu phủ sô-cô-la và một cái vị nó gọi là maple syrup. Ăn thử đã. Anh muốn lấy vị nào? Anh muốn ăn thử vị nào trước? Ăn cái này. Maple syrup à? Ok, thì em ăn cái này nha. Hình như cái này có nhân ở bên trong á mọi người. Nó có nhân kem ở bên trong á. Let's go, cheers. Ngọt lắm. Nó ngọt lắm luôn ấy. Ôi, ý là cái phần sô-cô-la ở ngoài nó đã ngọt rồi á, mà cái kem bên trong nó cũng ngọt theo luôn. Nó có lớp kem trắng ở bên trong này mọi người. Mà nó ngọt lắm luôn ấy. Tính ra là cái vị original ngon hơn á. Đúng rồi. Đúng không? Em thử xem nào. Cái nào ngọt hơn? Hai cái ngọt ngang nhau á. Ngọt thật. Ngọt dã man luôn. Người Mỹ người ta rất là thích ăn ngọt đó mọi người. Nên là cái kiểu ngọt này là cái kiểu ngọt mà mình có thể dự đoán trước được của người Mỹ người ta thích. Cái vị original của nó sẽ bớt ngọt hơn một tí đúng không anh? Đúng rồi. Thật sự cái này ngọt thật đấy. Anh tầm mềm bên mấy điểm? 4 điểm. Cả hai cái luôn. Cả hai cái. Em sẽ cho cái này khoảng 4 điểm. Nhưng mà cái maple syrup này em sẽ cho nó khoảng 3 điểm thôi vì nó hơi có cái mùi hăng hăng á. À, em không thích lắm. Cái bánh này này, cái bị đặc quá mọi người. Nó bị đặc quá. Thua cái tiệm donuts cạnh quán mình. Người châu Á làm thế là nó dễ ăn hơn là người Mỹ làm. Người Mỹ làm nhiều khi cái vị nó hơi bị ngọt. Có vẻ món đầu tiên bọn mình hơi fail một tí. Hai cái donut của bọn mình là 5 đồng 78 sen. Thời điểm mới qua Mỹ mình sợ nhất là đi nhà hàng và gọi đồ ăn. Bởi vì đôi khi mình đọc tên món mình không biết được là trong đó có những cái thành phần gì. Và ngại nhất đấy là khi nhân viên người ta không hiểu được mình đang nói gì, hoặc là mình nghe không kịp câu hỏi của họ và phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đặc biệt là khi mình lái xe qua cửa sổ drive-thru và order qua một cái loa. Tại vì cái loa đấy thường rất là dè và rất là khó để nghe được là nhân viên người ta hỏi mình cái gì đó. Nếu bạn cũng có một cái nỗi sợ giao tiếp như mình thì trước khi sang nước ngoài hoặc đi du học thì hãy luyện nói thật nhiều với người bản xứ để luyện được những thói quen trong giao tiếp. Và nếu các bạn chưa biết luyện nói ở đâu thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một nền tảng có tên là iTalki. iTalki là một nền tảng khá là nổi tiếng ở trên thế giới, nơi bạn có thể luyện nói hơn 150 loại ngôn ngữ khác nhau, cực kỳ hiệu quả với lớp học video call 1-1 với giáo viên người bản xứ. Before people thought it's about grammar, it's about reading, it's about writing. None of it is true. I learned 5 languages just
thanks to listening. Nội dung ở trên iTalki sẽ được cá nhân hóa để phù hợp với nhu cầu của người học. At your level, you need to only focus on speaking and listening every single day. And you're in the United States, and I think you don't have a problem with that. In terms of other languages, remember my advice. Start with a very basic grammar, a very basic vocabulary. Listen as much as possible, make it fun, try to listen to something that you are interested in, and that's all you need. Nền tảng này sẽ giúp bạn kết nối với hơn 30.000 giáo viên trên toàn thế giới, giúp chúng mình tăng khả năng nghe nói một cách tự nhiên hơn với bất kỳ một chủ đề nào mà bạn cần phải học. Và vì không phải trả phí membership hàng tháng mà chỉ cần trả riêng lẻ theo từng bài học, vậy nên chúng mình sẽ không cần cam kết thời gian và vì thế chúng mình có thể học được mọi lúc, mọi nơi. Bạn có thể lọc và lựa chọn từng chủ đề cũng như là lựa chọn giáo viên trên nền tảng này một cách cực kỳ dễ dàng. Thậm chí bạn có thể chọn giáo viên đến từ quốc gia nào để có thể học thêm về tiếng lóng cũng như là nền văn hóa của quốc gia đó. Nếu các bạn đang luyện tiếng Anh để sang nước ngoài thì iTalki sẽ là một nền tảng giúp các bạn luyện tiếng Anh nghe nói một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Hãy click vào link phía dưới để bắt đầu quá trình học. Đừng quên sử dụng code con thỏ để được tặng 5 đô khi mua 10 đô ở bài học đầu tiên. Và hãy nhớ là code này chỉ dành cho 50 bạn đầu tiên thôi nhé. Thêm một tin tốt lành cho các bạn, đấy là iTalki đang có một Language Challenge sẽ kéo dài đến giữa tháng 10. Nếu các bạn muốn vượt qua giới hạn của mình trong việc học ngôn ngữ và nhận được phần thưởng thì hãy đăng ký thử thách ngôn ngữ ở phần liên kết phía dưới mô tả nhé. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng mình cùng quay lại với video thôi nào. Bây giờ bọn mình sẽ đi tiếp cái cửa hàng nổi tiếng tiếp theo. Hình như là ở Việt Nam sắp có món này đấy mọi người. Mọi người đoán xem đó là món gì. Một cái món người ta gọi là gà không xương cực kỳ nổi tiếng, đấy là Raising Cane. Raising Cane cái hồi mà mình ở bên San Luis mình ăn không nhiều đâu, nhưng mà từ hồi về Cali là mình cũng ăn thử mấy lần và mình thấy nó cũng khá là ngon. Thế nên là chúng mình sẽ đi thử Raising Cane và xem là các bạn nhân viên ở Raising Cane sẽ giới thiệu cho bọn mình món gì mà bọn mình thích nhá. Này Alex hỏi mình là sao em không ăn luôn ở thử ở trong đấy. Sao mình bảo là nhỡ kiểu mình không thích món đấy xong rồi mình nói là mình không thích món đấy vì mình sợ bạn nhân viên bạn buồn ấy. Vậy khẩu vị của mỗi người thì rất là khác nhau ấy, nên là mình sẽ không expect là những gì người ta thích thì mình cũng sẽ thích được. Đấy, và cuối cùng là đúng là hai món đấy mình đều không thích thật. Rất là may là mình đã đi ra để mình thử cái món ăn này. Nói chung là mình thấy hai cái vị đấy nó không dành cho mình. Nhưng mà nếu mà mọi người có ăn thử Krispy Kreme thì mọi người hãy ăn cái glazed donut, cái vị original của Krispy Kreme á, đúng không anh? Đúng rồi. Cái đấy nó rất là ngon nha, nên ăn thử. Mỗi lần Alex mua là Alex phải mua kiểu một pack 12 cái về ăn sáng ăn dần ấy mà vẫn ngon. Đồ ngọt ở bên Mỹ này nó ngọt theo cái kiểu đúng kiểu tiểu đường luôn mọi người. Nó ngọt lắm luôn ấy, nó ngọt đến mức mà mọi người sẽ không ngửi thấy một cái mùi vị gì khác, chỉ thấy được cái vị ngọt thôi. Lúc mà mọi người ăn, kể cả là bánh ngọt mọi người mua ở bất cứ đâu ấy, trong bất cứ một cái siêu thị nào của Mỹ mọi người sẽ thấy cái điều này. Nếu như không phải là bánh ngọt Pháp hoặc là bánh ngọt của người châu Á làm thì chắc chắn là nó sẽ rất là ngọt. Đây là một trong những lý do mà vì sao mình đi Mỹ, năm nay là năm thứ tư rồi mà mình ăn đồ Mỹ vẫn không được hợp cho lắm, kiểu nó không hợp với khẩu vị của mình, mặc dù nhá mình là một đứa rất là thích ăn ngọt. Nhìn thấy cái line ô tô đông đông này không? Nó là của In and Out Burger. Tí bọn mình sẽ đi thử nha. Nó đông lắm luôn đó mọi người, vì nó nổi tiếng nhất ở Cali này. Đây là Raising Cane. Raising Cane cũng nổi tiếng ở đây. Cái mall này nó có hai cái chuỗi fast food mà đều nổi tiếng. Một cái là In and Out Burger và một cái là Raising Cane nha. Mọi người biết Raising Cane nó nổi tiếng với món gì không? Raising Cane ở bên Mỹ nó nổi tiếng với cái gà không xương á, chicken tender. Chicken tender là cái miếng gà dài mà không có xương. Bọn mình sẽ đi thử chối. Cái line nó dài lắm luôn, nó dài khủng khiếp. Nè nhìn đi, thấy dài không? Ở trên này nó có hai line mọi người ạ, hai bên luôn. Thế mà line nào nó cũng dài như thế kìa. Thì mọi người phải hiểu là cái độ nổi tiếng của cái brand này ở đây nó như thế nào. Bây giờ là 9 giờ tối rồi nha, không phải giờ ăn cơm nữa đâu. Nãy giờ cũng phải 15 phút rồi đấy mà vẫn chưa vào được nữa. Chắc là rồi đấy, 30 phút rồi. Mình đói quá mọi người ạ, mình muốn ăn. Mình cảm giác như mình ăn được cả một cái thế giới này. Thật ra Raising Cane nó cũng không có nhiều option lắm. Nên để mình xem người ta sẽ chọn gà hay là burger cho mình. Hay anh hả? Uh-huh. Anh mạnh dạn đoán là gà. Em cũng nghĩ là người ta sẽ thích gà hơn là burger. Vì có vẻ ở đây popular món gà hơn. Sắp tới lượt mình order rồi, xâm vào bọn mình còn phải chờ lấy đồ nữa. Nó rất là lòng. Cái drive thru này là nó sinh ra là để order nhanh rồi đấy. Mà nó còn chậm như thế thì không biết là order bên trong nó còn lâu như thế nào. Nhỡ mà người ta lấy cho mình một cái combo 25 miếng gà. Hai người ăn thôi. Em đố anh ăn hết được 25 miếng gà đấy. Mình nghĩ là Raising Cane khi mà nó về Việt Nam nó sẽ rất là ngon đấy. Tại vì KFC ở bên này là thuộc dạng kiểu dở rồi, mà mình về Việt Nam mình vẫn thấy nó ngon. Kiểu ý là người ta biến đổi theo cái kiểu vị giác của người Việt ý. Nên nó ngon hơn rất là nhiều. Mà cái Raising Cane này ở đây mình thấy nó đã khá là ngon rồi, kiểu gà nó giòn mà nó
ở trong juicy. Juicy. Mà nó đã ở đây nó đã ngon rồi thì về Việt Nam chắc nó còn ngon hơn nhiều. Hi, can you take me any favorite combo of yours? Sorry, one more time. Hi, can you take me your favorite combo? My favorite combo? Yeah, your favorite combo. Are you looking for a sandwich combo? Yeah. That one. And the drink? Your favorite drink too. What you like? Sweet tea. Sweet tea? Okay, I'll take that. Anything else? That should be it. And the favorite sauce too. Alright, what's the name? Alex. Thank you. Bọn mình đoán thật lất rồi anh. Cuối cùng người ta chọn cho mình sandwich. Người ta đã chọn cho mình một cái sandwich combo. Và món sweet tea là cái trà ngọt đó mọi người. Ngày xưa mình cứ nghĩ sweet tea ở bên Mỹ này nó sẽ giống kiểu trà chanh ở Việt Nam mình, kiểu nó chua chua ngọt ngọt. Nhưng không mọi người ạ, nó chỉ ngọt thôi. Mình chưa uống thử sweet tea ở đây bao giờ anh nhỉ? Chưa bao giờ luôn. Nên mình sẽ uống thử. May có người ta không chọn cho mình coca. Hôm nay mình sẽ bao chồng mình ăn, đúng anh? Anh phải ăn cho hết. Được. Thank you. Thank you. You too, goodbye. Bọn mình đang đi in and out mà cái line nó dài. Chết thôi luôn á. Mình cảm tưởng như là kiểu cuối tuần nên là mọi người mua fast food về, mọi người ăn uống ở nhà nhiều hơn hay sao ấy, đúng không anh? Chủ nhật mà. Thế nên là nó mới đông như thế. Mình có làm vướng lối đi của anh không? Không. Ta-da! Đây là favorite combo của bạn nhân viên, nó bao gồm fries. Cái sauce này là cái sauce original Raising Cane mà người ta rất là nổi tiếng vì cái sauce này nha mọi người. Và đây là cái burger gà. Đây là lần đầu tiên mình ăn thử cái burger gà, anh cầm một em ạ. Nó có gà không xương ở trong này, nó có nhiều miếng gà không xương ở trong này. Nó không giống như các cái burger khác là nó sẽ có một cái miếng gà to ấy. Mà nó là kiểu nhiều miếng gà nhỏ như thế này ở trong cái burger này mọi người. Xong là người ta kẹp vào rồi, ý là kiểu cũng không có sáng tạo lắm mà cũng không có món mới. Chưa có gì dùng đấy ấy, của nhà trồng được á. Ok, bây giờ chúng mình sẽ ăn thử cái burger này nhá. Raising Cane sẽ ăn theo kiểu là tưới sốt lên nó nhá. Sốt này nó có cái vị kiểu chua chua, mặn mặn giống kiểu mayonnaise nhưng mà thơm hơn, nó có xí vị như kiểu vị tiêu nữa hay sao á. Anh nó to quá em không gặp được. Chưa vào cái miếng thịt nữa. Ngon hủ á, miếng gà vẫn rất là giòn. Xem cảm tưởng như cái miếng gà trong burger nó thơm hơn cái miếng gà bình thường mình ăn ta. Khoai tây ở bên này cũng ngon lắm nha mọi người. Hay tại mình đói. Anh nghĩ là tại có phải tại mình đói không? Chờ miếng gà. Mình thích cái gà không xương ở đây cực, kiểu ăn nó rất là thơm mà nó kiểu juicy. Ngon đấy. Anh chấm bữa này mấy điểm? 7 điểm. Ý là nó cũng không xuất sắc lắm trong lòng anh à. Mình nghĩ là mình sẽ cho cái burger ở khoảng 8 điểm. Không biết tại vì mình thích cái burger gà hay sao ấy. Mình thích burger gà chiên. Nên bây giờ bọn mình sẽ đi In and Out để ăn burger bò. In and Out nổi tiếng với cả burger, với cả khoai tây kiểu phủ phô mai với cả thịt á. Đấy là hai món rất là nổi tiếng. Tí nó chọn nào. Có khi nào chọn cho mình dĩa khoai tây chiên xong được. Thế thôi. Gà của Raising Cane rất ngon luôn mọi người. Việt Nam có chưa? Hình như Raising Cane sắp về Việt Nam. Mình nghĩ là nó về Việt Nam rất là ngon lắm. Vì gà Việt Nam ngon. Mà mình cũng thích cái khoai này nữa. Khoai này kiểu ở ngoài á, nó chiên giòn mà bên trong vẫn mềm. Nó chỉ đơn giản là kiểu nước trà với đường thôi á. Này mới bắt cái chanh luôn. Phải có tí chanh. Mình thích cái kiểu trà chanh ở Việt Nam hơn là cái kiểu trà ngọt giống kiểu Mỹ. Rồi hồi xưa mình sang Mỹ mình uống trà ngọt xong mình bị sốc với mọi người. Ở đây có hai cái thương hiệu nổi tiếng này nên là cái mall này rất là đông. Cái vỏ bánh ở đây cũng khá ngon lắm mọi người. Mà không hiểu sao người Mỹ thì người ta thích ăn với cái sốt chua chua ấy nhỉ anh nhỉ? Chua chua. Mình thích kiểu tương ớt ngọt của Việt Nam hơn. Mà bên Mỹ này kể cả cay nó cũng phải chua. Lúc mà order qua cửa sổ drive-thru nó giống như kiểu mình gọi phone á. Nên là nếu mình nói những thứ mà người ta không kiểu quen thuộc á, người ta sẽ hơi bị giật mình. Người ta sẽ hỏi đi hỏi lại, mình khá là ngại. Ê, may quá có người order ở ngay cửa sổ. Có bạn nhân viên bạn order ngay cửa sổ bên mình. Hi, I'm doing good, how about you? Can I have your favorite combo? I'm sorry? Whatever you like. The combo that you like. I usually do like the number one animal style. Is that okay? I'll get that. And is there any favorite drinks of yours? I should get the pink lemonade. Pink lemonade. Okay, I'll get that too. Should be it. Did you want to eat in the car? Or is it to go? I'm gonna eat in the car. Alright, that's 11:36 at that restaurant. Alright, thank you. Bạn đi lấy cho mình cái số 1 double double cái kiểu mọi người là kiểu gấp đôi thịt, gấp đôi phô mai. Mình thích nhất là cái đồng phục với cả cái cửa hàng của In and Out ở đây tại vì nó kiểu rất là đẹp ý. Nó đúng kiểu original American style ấy. Màu đỏ trắng, trông khá là cổ điển, rất xinh. Hi, how are you? I'm good, good. Yes, đồng phục xinh ha.
see, it's for if you're eating in the car to place it down on your mat so you don't get your carpet. Gotcha. Thank you. Ý cho mọi người xem nhà bếp của người ta này. Ê, chỗ này là cái chỗ mà mở nhà bếp nhiều nhất mà mình thấy nhỉ anh nhỉ? Kể cả bên trong lẫn bên ngoài cửa sổ. Kiểu người ta tự tin vào cái độ sạch sẽ trong cái quy trình của người ta lắm hay sao á. Đúng không? Không phải chỗ nào người ta cũng làm vậy đâu. Người ta mở hết cả cửa sổ ở chỗ drive-thru người ta để cho bọn mình coi này mọi người. Nhìn thấy không? Làm việc rất là sạch sẽ. Sạch lắm. Không, bởi thế In-N-Out nó cực kỳ nổi tiếng ở California luôn mọi người. Can I have the In-N-Out sauce? In-N-Out sauce? Yeah. Two, please. Ăn cái gì ở đây cũng phải ăn cái sauce đặc biệt của người ta mới ngon nha mọi người. Right, thank you guys. Have a good night. You too. Goodbye. Dễ thương không nè. Đây là cái double double animal cộng với cả hai cái sauce đặc biệt. Mình thích cái hộp này của In-N-Out lắm. Nó giúp mình kiểu ăn dễ hơn á. Nhờ tại vì người ta hỏi mình là to go hay là ăn ở trong xe. Mình nói là ăn ở trong xe nên người ta cho mình cái hộp mở này. Và cho mình một cái tờ giấy để lót khi mình ăn trong xe để đỡ bị vãi ra ngoài. Cái khoai ở đây nhìn cũng tương đối ngon ấy. Anh cầm nhá. Anh xé cái sauce cho em. Đây là cái khoai tây của In-N-Out. Nó là khoai tây thái vuông mỏng cái nha. Mình thấy là cái khoai không ngon bằng của Raising Cane nhá. Raising Cane ngon hơn. Xem cái sauce này. Chua chua béo béo y chang bên kia. Nhưng mà em cảm giác như cái sauce của Raising Cane ngon hơn á. Cay the. Nó không có cái kiểu như hạt tiêu á. Chỉ mấy cái có hạt tiêu. Mình chỉ ăn pepper tiêu thôi. Hai bên này nó được mở cạnh nhau, bên bán bò bên bán gà đúng không? Mình ăn thử nha mọi người. Ôi, burger bên Mỹ lúc nào nó cũng to bự. Thế sao? Anh ăn nha. Mình thì không phải một đứa thích burger bò lắm đâu. Mình cảm tưởng như cái burger bò ở bên In-N-Out này nó fresh hơn. Nó kiểu tươi hơn các cái burger bò của những cái brand khác. Ít dầu mỡ hơn. Ngoài thịt nó fresh. Đồ ăn ở bên này lúc nào nó cũng... Mình nhai được cái miếng chất xớ thịt trong mồm á. Mà ăn nó không kiểu cảm giác bị dầu mỡ hay là kiểu béo. Giống như các bên khác mà ăn cảm giác như kiểu burger healthy hơn các brand khác á. Đúng rồi. Chỗ này đặc biệt ấy. Khoai này nhá, nó cắt từ khoai thật ra nó chiên tại chỗ luôn ấy. Oh really? Nguyên củ khoai luôn ấy. Ồ thế hả? Không phải khoai tây ống túi như các brand khác à? Không phải khoai tây ống túi. Chắc là vì thế nên người ta mới thích cái ở brand đây này. Nó nổi tiếng là vì nó dùng đồ fresh. Hay gì? Fast food nhưng mà dùng đồ fresh. Đồ fresh này cảm giác khoai nó sẽ hơi khô hơn một tí. Nó chiên một lần cho nên khó mà giòn được. Nó không giòn ha. Nó khá là mềm á. Cắt ra cái đem chiên luôn rồi. Đúng rồi. Nó phải chiên hai lần. Chiên hai lần. Khá là ok á. Nhưng mà burger bò không phải sở thích của mình. Mình thích kiểu burger gà hơn, chắc tại vì mình thích ăn gà rán á. Em dữ nha, anh xé bao ra ăn cũng dữ. Anh chấm nó bao nhiêu điểm? Anh chấm 7.5, hơn bên kia nửa điểm. Sao vậy không? Vì cái độ fresh của nó. Thì anh không thích ăn fast food lắm đúng không? Không, thích ăn fast food. Thích ăn sang cơ. Nhưng mà mình dù sao mình vẫn thấy là fast food ở Việt Nam ngon hơn fast food ở bên Mỹ. Mặc dù Mỹ là nơi đẻ ra fast food, nhưng mà về Việt Nam không hiểu ra nó biến đổi đúng kiểu theo khẩu vị của người Việt Nam mình á. Lên một tầm cao mới. Nước mới. Cái này là Pink Lemonade, cũng là một cái nước uống khá là nổi tiếng ở bên Mỹ nha mọi người. Nó là nước chanh hồng. Thế, ngon hơn Pink Lemonade ở mấy chỗ khác á. Nó không có bị kiểu chua lè, chua lách như mấy cái chỗ mà Mexico mình hay uống. Nó khá là vừa, đúng không? Đúng không? Anh đừng chọc em, đúng không anh? Đúng rồi. Nó thơm á. Cái nước này mình sẽ cho nó 8 điểm nha mọi người. Mà kiểu lúc mà mình đang ăn mấy cái đồ fast food này kiểu mình ngấy á. Xong mình uống cái này vào rồi nó tiêu diệt đi cái vị ngấy ở trong miệng mình. Hay mình có thể ăn tiếp. Bạn nhân viên này có vẻ khẩu vị ok á. Cái bạn này có vẻ có tâm hồn ăn uống không? Mà kiểu khá là dễ thương. Lúc mình hỏi bạn ấy xong kiểu bạn ngạc nhiên xong bạn cười. Bạn ấy ngại á. Cú tay lắm. Vì mình không thích burger bò mình sẽ cho món này 8 điểm. Tặng 1 điểm vì cái độ fresh của thật. Dùng cà chua thật nè. Của anh. Salad thật nè. Thế bình thường anh ăn salad gì? Salad giấy. Khoai bằng bìa cắt tông. Khoai bằng bìa cắt tông. Thịt bò bằng bìa cắt tông luôn rồi. Mày ngồi trong xe khó ăn quá. Sao nhở? Lấn cấn rồi nó. Nó bị cấn cái bụng đúng không? Nó lấn cấn, nó xích beo, bụt cái bụng rồi. Người ta còn cho mình thêm một gói muối này. Người Mỹ ăn mặn thật đấy. Ăn này xong về đêm khát nước chết luôn. Em nhận ra một điều ấy. Đấy là In-N-Out Burger nó ít muối hơn các cái chỗ khác. Các cái thương hiệu
fast food của Mỹ nó cực kỳ nhiều muối nha mọi người mà ăn fast food ở bên Mỹ nhá, là buổi tối về mọi người uống nước mãi mà không hết khát luôn. Khủng khiếp lắm luôn ấy. Nhưng mà ở Việt Nam không bị cái tình trạng đấy. Ở đây thì cũng không bị tình trạng đấy. Anh ăn miếng khoai là anh biết nó không bị nhiều muối như các bên khác. Nói chung mình khá đánh giá cao cái thương hiệu như là nhau này. Mình đã hiểu là vì chắc sao. Anh sẽ cho nó thêm điểm. 775. Ủa? Thế là thêm dữ chứ? Dữ rồi. Thế thôi. Kỳ dễ sợ kỳ. Hôm nào đi, dắt đi review nhà hàng Fine Dining đi rồi cho thêm điểm. May mà anh không làm giáo viên đấy. Anh mà làm giáo viên là anh bóc chết bếp ba thế hệ rồi. Chứ thầy giáo em mà cho em điểm thấp như thế, nhớ cho em điểm mà khó tính như thế thì ngày xưa em trượt tốt nghiệp từ lâu rồi. Đây là cái McDonald's gần nhà mình á mọi người. Đừng nó hộp xếp hàng dài nó chắc chết luôn. Sao anh nói là chỉ cần ở cạnh em thôi thì đi đâu cũng vui. Vui mà. Chỉ là xếp hàng dài quá thôi. Nhưng mà McDonald's em nghĩ không đông tới vậy đâu. Thấy chưa, mắc teo à. Chỉ có In and Out với Raising Cane nó đông vậy thôi. Anh order cho em đi. Can you help me to pick any combo that you like? Oh yeah, I would recommend a Big Mac. Yeah, let's do it. Alright, anything else? And any sweets and treats that you like? I think... She's done. Uh-huh. So you don't have anything you like, huh? I do. It's just like, I don't... Is the cone okay, or is it because like you're driving? Oh, the ice cream cone? Yeah, take that. Yeah, take that. Just one? Yeah, just one. Great. That should be good for us. McDonald's nổi tiếng với cái món kem. Kem bên này khá là ngon. Mình nghĩ là sau bữa này là mình no rồi đó. Mình sẽ no đến tận ngày mai luôn. Total của bọn mình là 16 đồng 50, bao gồm một cái Big Mac này, một cái cốc này, một cái cookie. Ủa, có cookie này anh? Chocolate chip cookie với cả một cái vanilla cone là cái kem á nha mọi người. Mình sẽ ăn kem trước để mình sợ nó chảy á. Thank you. Thank you. Oh shit. Công kênh quá. Ok, món cuối cùng trong ngày McDonald's. Là vanilla ice cream. Thơm ha? Thơm. Thơm mà không bị ngọt quá. So với cả đồ ngọt kiểu Mỹ thì mình thấy cái này khá là ngon nha. Kiểu ý là nó không có bị ngọt ý như là mấy cái đồ ngọt kia. Anh cho mấy điểm? 6 điểm cái kem. Để mình nói cho mọi người biết nhá. Cái khoai tây chiên ở McDonald's á là favorite french fry của mình. Không hiểu sao nhưng mà nó rất là thơm. Sao vậy anh? Không, có cái gì ở trên mặt nữa. Hành tây. Hành tây mà thái kiểu thái hạt lựu hả? Này này, khác biệt với lại cái miếng thịt hồi nãy luôn. Miếng thịt này phải cấp 3, cái miếng thịt này. Cái miếng thịt của In-N-Out Burger nó dày hơn, là nhìn nó fresh hơn, miếng thịt này trông buồn vậy. Buồn vậy. Trông kiểu phiên bản con nhà nghèo ấy. Nhưng mà mình rất là thích khoai tây chiên ở đây luôn. Khoai tây chiên ở McDonald's là the best, rất thơm ngon nha. Lâu lắm em không ăn burger của McDonald's. Nó còn kẹp thêm một cái lớp bánh mì ở bên trong nữa. Quá nhiều bánh mì. Nói nhiều vật. Cái burger khô. Nó khô á. Cái bánh nó khô nhá. Cái bánh nó còn tệ hơn cái bánh của Raising Cane nhờ. Cái bánh Raising Cane nó kiểu nó mềm hơn, nó thơm hơn. Nó có một chút kiểu độ ngọt ở trong đấy. Còn cái này nó kiểu nó khô khốc luôn á mọi người. Mà cái thịt của nó cũng khô, cái thịt của nó kiểu ăn sạp hơn hẳn là thịt của In-N-Out nhờ. Thịt của In-N-Out nó kiểu juicy hơn đấy mọi người. Người ta là sẽ khô hơn nhiều. Giờ thì mình đã hiểu kiểu ăn nhiều loại burger cùng một lúc thì mình đã biết là tại sao cái Raising Cane với cả cái y này nào nó đông như thế, chất lượng hơn, nó quality hơn hẳn luôn á. Miếng thịt này nó khô thật đấy, khô dã man luôn đấy mọi người, nó kiểu bã ở trong mồm lúc mà mọi người ăn đấy, không có cảm nhận được vị thịt, cái sớ thịt, mà cái thịt của nó cũng kiểu mùi nó không thơm đâu nha mọi người, nó không thơm bằng y này nào, nó thơm hơn nhiều. Mình nghĩ là cái burger mình hãy cho khoảng 3 điểm, tại vì em vừa ăn một cái kiểu nó ngon hơn nhiều á, ăn sang cái này em kiểu bị thất vọng quá mức á. Mình đánh giá cao cái kem hơn, cái kem mình còn cho 6 điểm, nhưng mà cái khoai này thì lúc nào mình cũng phải cho nó ở mức 8 điểm. Mình thích cái vị khoai của McDonald's. Khoai ngon. Ủa em tưởng có một cái cookie ở trong này hả anh? Cookie đây. Hình mặt cười à, mà không có miệng. Hình mặt không cười, không có miệng. Thế thì ngon nhá, nó không có vị ngọt sợ đâu anh thử mà thêm, ngon ấm nữa.
Nó giòn ở ngoài, mềm ở trong. Ừ. Sô-cô-la tan chảy. Sô-cô-la tan chảy. Ừ, kiểu nó hơi ấm ấm nóng nóng á mọi người. Ừ. Ê, tính ra đồ ngọt của McDonald's ngon phết đấy chứ. Ừ, đúng rồi. Nó nên chuyển qua bán đồ ngọt. Ừ, chắc nên bán. Ơ nhưng mà cái thương hiệu McCafe cũng nổi tiếng mà. Ờ đúng rồi ha. Ờ. Người ta bán đồ ăn sáng ấy, khá là nổi á. Đây là cũng của nó luôn. Ừ. McCafe à? Ừ. McCafe bán buổi sáng. Ừ. Với đồ ăn sáng. Ừ, nó so far mình nghĩ là Raising Cane là cái mà mình thích nhất. Anh thích In-N-Out, anh thích thịt bò. Thích thịt bò hơn gì cả. Ừ. Hồi nãy anh chấm nó 7.75 mà. Nãy mình chấm bao nhiêu điểm mình quên hết rồi. Thấy chưa? Em còn không nhớ em chấm bao nhiêu nữa. Tốt nhất em không nên làm giáo viên. Thế là đã hết video ngày hôm nay rồi. Không biết là mọi người thích thương hiệu nào nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người những clip lần tới. Xin chào tạm biệt.